Ok, hello anh em. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Zuto đây. Và hôm nay ta sẽ chơi Minecraft. Ok, và hôm nay mình sẽ chơi lại. Do có bạn trên YouTube, bạn đấy đã comment bảo mình chơi. Và do đó là mình sẽ chơi Minecraft thôi. Vậy vô game rồi. Ok. Và đây chính là skin của mình, trang phục mình tự tạo. Trông nó có ổn không mọi người? Nếu ổn hãy bình luận xuống dưới bên dưới cho mình biết cảm nhận của bạn thế nào về skin của mình nhá, trang phục ấy. Rồi, và mới vào mình chơi chế độ khó luôn. Wow, vừa vào ở khu dân làng luôn. Uầy, may mắn quá luôn ấy. Mình thấy nó cực kỳ có lợi cho mình rồi. Đâu rồi không vào cho nên game nó ủng hộ mình luôn ạ. Nhưng mà trước tiên mình sẽ phải đi vào trong nhà mấy anh dân để khôi của. Đây rồi, có rau rền. Và mình sẽ thu hoạch hết. Các anh có thể tự đập đi và anh ấy trồng lại như bình thường. Đây, anh trồng đi. Ui, anh ấy tập trung trao đổi với mình mà không trồng. Mình sẽ cho anh ấy lại hạt giống. Anh ấy có thể nhặt và trồng. Rồi, và đây chính là cái giường. Cái giường, khi mà gặp cái làng ở phiên bản mới này thì bạn sẽ không cần phải tạo cái giường. Mà nếu gặp phải cái làng thì vào đấy mà khôi thôi. Bê giường của mấy anh đi. Trong nhà không có gì cả vậy. Kia là anh Golem sắt. Và do anh ấy không phải là do mình. Con mèo này. Và do anh ấy không phải là do mình tạo ra cho nên anh ấy có thể tấn công mình. Ở trong kia có khối lúa kìa. Nhà này cũng to nữa. Wow, quả nó hun khói luôn. Mấy anh xịn cực nha. Uầy, mới vào gặp cái làng nhưng không có cái dương nào cả là sao? Trang phục này của mình tạo thì mình tạo là theo các màu mà mình ưa thích. Và tất nhiên trang phục cũng không phải là con người. Mấy cái lúa này các bạn có thể chế tạo được bánh mì từ nó, nhưng mà bạn sẽ cần phải có gỗ. Vì thế nên sau khi khôi xong ngôi làng này, mình sẽ phải đi lấy gỗ. Hoặc có khi là nếu tối thì mình có thể ngủ nhờ ở đây cho đến yên bình. Khôi thôi, khôi của mình sẽ tua nhanh cái đoạn này lên. Uầy, mũ da này. Vừa vào có cái mũ như thế này cũng được rồi đấy. Trong nhà mấy anh còn gì nữa không? Cho em xin cái nào. Mình không có máy tính cho nên mình phải chơi bằng điện thoại. Và chắc chắn là nhiều bạn cũng. Uầy, một đống bản đồ. Nhưng bản đồ gì đây? Wow, bản đồ map. Nhưng mà nó không có la bàn rồi. Nếu mà kết hợp với cái la bàn thì mình đã có thể nhìn được mình đang ở chỗ nào rồi. Mấy cái bản đồ này cũng không có tác dụng gì nữa, mà chỉ có mỗi tác dụng là treo ở nhà để cho đẹp thôi. Biết được địa hình một tí thôi chứ không biết được nhiều đâu. Chỉ biết là khu vực mình đứng thôi. Nhưng mà nó bảo không xác định và mình không gộp được vào nghĩa là. Wow, đây chính là bông hoa xây nhà, trang trí cực kỳ đẹp. Và vào không lấy gỗ rồi. Lấy gỗ thôi. Mấy cái cây to này mình sẽ không lấy gỗ đâu, bởi vì lấy gỗ chặt mình người lắm. Mình sẽ lấy từ cây bé trước. Có một cái mẹo ở trong sinh tồn này thì là khi mà bạn lấy được 3 cục gỗ rồi ấy, bạn chế tạo ra. Ui, rồi sau đó chế tạo luôn cây rìu, nó sẽ tăng tốc độ của bạn khi đầu game lên rất là nhiều. Ở đây có sẵn công thức này đó, và bạn đã có cây rìu. Và lúc đấy tốc độ đào của bạn sẽ nhanh hơn nhiều.
chứ không chặt một đống gỗ xong rồi đi mới đi chặt cây thì bằng cây gỗ đấy mệt người lắm. Và trong phiên bản mới thì khi mà bạn ấn vào đập vào cái gỗ ấy bằng cái rìu, chỉ click thôi thì nó sẽ tạo ra một cây gỗ nhưng mà nó đã bị gọt vỏ rồi. Nhưng mà mình không biết cái vỏ đấy nó đi đâu. Ở một số cái mod thì cái gỗ đấy sau khi ấy xong thì nó sẽ rơi ra vỏ gỗ cơ. Mình nhớ không nhầm là như vậy. Chứ lâu rồi mình không chơi nên mình có chơi kém thì mong mọi người thông cảm cho. Tiếp tục chặt gỗ nào. Ui vãi trưởng, vừa vào mình đã gặp Creeper rồi. Creeper không như zombie. Ui mình rơi xuống rồi. Rồi mình sẽ đi tìm bạn đấy. Sát này nhưng mà mình sợ lắm. Bạn Creeper bạn chỉ cần bùm cho phát là mình chết chắc luôn. Đi lên thôi. Mình nghĩ là mình vẫn chưa đủ gỗ đâu. Mình mới được có 20 cục. Mình sẽ chặt thêm gỗ nha. Hẹn gặp lại mọi người khi mà chặt hết được chỗ gỗ này. Rồi, và cái rìu nó cũng đã hỏng. Mình cũng được một ít gỗ rồi này. Và giờ mình sẽ đi hang nha. Đi mai ấy. Do mới tạo map nên nó có hơi lang. Nhưng mà mình nghĩ là từ video lần sau chắc chắn là nó sẽ giảm thôi. Bây giờ mình sẽ đi chế tạo. Không đủ rồi. Mình phải chế tạo ván gỗ ra đã. Rồi và mình đã có cái cúp gỗ đầu tiên. Cúp gỗ thì chỉ đào được đá thôi. Đào mấy cái đá với than, đào mấy cái như kiểu sắt thì sẽ mất và mình không được gì cả. Vì thế nên mình sẽ phải đi đào một ít đá. Cái cúp này vẫn còn tận dụng được khi mà đi nung. Và mình sẽ đẩy nhanh tiến độ bằng cách chế tạo luôn cái cúp đá. Sau đó là đi mai. Ok, đào sắt thôi. Mình vẫn sợ bạn Creeper, bạn đấy vừa lấy trốn ở kia. Và mình đang chơi chế độ khó đấy. Cho nên bạn đấy mà lổ cho mình một phát là xong luôn. Là chết chắc. Nhưng mà mình sẽ phải cẩn thận thôi. Mai than này. Than là một vật dụng cực kỳ là dễ kiếm. Chỉ xếp sau mấy thứ như kiểu đất đá thôi. Nhưng mà than nó có một công dụng cực kỳ là tốt. Khi mà bạn có thể dùng để cho vào lò lung, để làm nguyên liệu đốt. Và còn có thể dùng để gì nhỉ ta, làm đuốc. Và mấy cái đuốc nó sẽ giúp cho mình khi vào hang thì mình sẽ chống được quái vật spawn và nhìn được tốt hơn. Mình sẽ tạo một ít đuốc ra. Rồi, và đã có khá nhiều đuốc rồi đấy. Lúc này mình sẽ phải chế tạo cái lò lung. Nhưng mà mình lại thiếu đá rồi. Trời cũng tối nữa rồi cho nên mình sẽ phải đi ngủ. Trong này ngủ càng sớm càng tốt, không thì tí quái vật spawn ra là mình không ngủ được đâu. Ok, hẹn gặp mọi người khi mà trời đã sáng nha. Ok, sáng rồi. Có táo này. Yes. Giờ mình sẽ đi đào thêm một ít đá. Rồi và mình đã có cái lò lung đầu tiên. Có lò lung thì mình sẽ có thể lung được sắt. Sắt thì mình sẽ cho than vào nha. Đó. Và than có cực kỳ nhiều công dụng luôn. Và sau đó mình sẽ có cái cúp sắt đầu tiên. Yes. Đi thôi nào. Đi mai. Sáng rồi. Yes. Trong lúc nào này thì hơi chán nhỉ. Cho nên mình chắc chắn là mình sẽ tăng tốc. Và nếu video này có nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Nếu không thì mình sẽ tiếp tục làm về Brawl Stars. Mình sẽ đợi dành vào mùa giải tiếp theo mình sẽ mua gói mùa giải của Brawl Stars. Mình vẫn hơi bị ho. Mình dễ bị ho cực. À vừa nãy thì như có bạn Creeper ở đây mà ta. Bạn ấy đâu rồi?
and we will. Mình không biết đọc thế nào nhưng mà mình thích đọc linh tinh vậy thôi chứ. Đào thôi. Wow, kiểu này là một lối sắt luôn rồi. Sau khi có sắt thì mình sẽ có thể chế tạo được cái xô. Và ngay lập tức mình phải đi múc nước, bởi vì nước nó rất là cần thiết khi đi mai. Nếu bạn gặp phải dung nham, bạn chết chắc luôn. Yes, và đã có sắt rồi. Mình đã có thể chế tạo được cái cúp sắt đầu tiên. Mình chắc chắn là cần cái khiên, một cái kiếm, xẻng này. Cái khiên mình sẽ trang bị vào người. À, trang bị đâu nhỉ? Ôi thôi chết mình rồi. À, ở bàn chế tạo không được. Lâu rồi không chơi nên mình bị lú rồi. Uầy, có la bàn này. Wow, la bàn có thể chỉ cho mình đến chỗ địa điểm mình mới bắt đầu game. Mình chế tạo một ít lúa ra và tạo bánh mì nào. Do mới đầu mình gặp được làng cho nên lương thực cũng đã đầy đủ rồi. Không sao hết. Không sao hết. Từ tí nha. Tiếp tục nào. Thôi chết rồi, mình chưa chế tạo được cái rìu. Cái xẻng rất là cần thiết khi đi mai. Ok đi thôi nào. Uầy, mình sợ nó sụp một phát cơ. Nhưng mà không sao rồi. Mình sẽ tận dụng cái cúp đá này hết sức có thể. Do mình không có cái la bàn chỉ thời gian, cái đồng hồ ấy, cho nên mình sẽ không thể biết được khi ở trong hang là tối hay sáng, ngoại trừ mình thấy nhiều quái vật xuất hiện thôi. Vì thế nên mình sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì khi ở bên trên thì mình có thể ngủ vào buổi trời tối, và khi đến trời sáng thì mình lại tiếp tục đi mai, sẽ không gặp phải creeper hay bất kỳ con nguy hiểm nào khác. Mình chơi thì mình sợ nhất là nhện và creeper, bởi vì nhện nó có thể đi xuyên qua mấy cái hàng rào, nó trèo qua ấy, xong rồi nó nhảy xuống nó đẹp cho mình phát. Lần trước mình đang chơi thì đang ngủ ở chỗ dung nham ấy, con nhện nó lao vào nó đánh cho mình một phát, bay xuống dung nham và sau đó tắm dung nham rất là sướng. Từ đó là mình sợ nhện kinh, mà trước đó mình cũng đã sợ rồi. Nắm sách, nắm sắt quá đi. Nhiều cực luôn. Minecraft thì cách tải cũng đơn giản. Lên trên. Nếu mà ở Android thì mình có thể biết là lên trên Google ghi Minecraft thêm chữ APK. Xong rồi vào cái app.vn hay là lên trên YouTube cũng được, có thể tải. Và nếu muốn chơi cùng mình ở khoảng cách xa thì các bạn có thể đi tìm Zootolot. Nếu mà bạn tải cùng phiên bản mà mình cũng không biết là phiên bản gì nữa, mình quên rồi. Cái hang này bé quá ta, mình nghĩ là mình nên đi lên thôi. Mình sẽ đi lanh quanh thêm lúc nữa. Wow, vừa vào đã gặp vết lứt rồi. Mình thấy quả này mình hơi bị đỏ rồi nha. Muốn xuống đây thì mình sẽ phải chuẩn bị một ít đá, nhưng mà mình chỉ có 8 cục. Mình còn chưa có xô nước, vì thế nên mình không nhảy xuống được rồi. Ui rồi, không biết có kim cương không ta. Sẽ đi trên này nhìn xuống. Mong sao không có bạn nào ở bên trên kia, bạn ấy đánh mình một phát cho mình bay xuống dưới đấy. Ui, tí nữa mình rơi rồi. Chỗ kia mình không biết phắc cua qua được không, nhưng mà mình sẽ phải đặt đá sang. Đặt đá vô đây. Chết rồi, xa quá.
không đặt được. Mình sẽ phải ngồi xuống, cẩn thận hết mức có thể. Cái mẹo của mình ạ, đây này, mình sẽ xếp dần dần đi xuống như thế này. Cái đoạn này là cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục xếp qua bên này. Fuck, wow, yes, wow. Mình tưởng cái gì nó chặn mình nữa. Fuck cuộc qua. Ui rồi. Ui, nhưng không sao, xuống được rồi. Mình cũng đã có cốp sát. Ăn tí củ rau dền nhỉ. Rau dền hồi ít thực cực, nhưng mà mình vẫn phải lấy để ăn tạm. Mình vẫn chưa muốn hết bánh mì đâu, mặc dù mình có cực nhiều bánh mì. Han thì rất là cần thiết cho nên mình sẽ lấy. Mình phải lấy hết mức có thể, bởi vì đoạn sau mình VIP rồi thì than mình sẽ khó kiếm hơn rất nhiều. Bởi vì mình lười, lúc đấy mình sẽ không còn đi xuống hang làm gì. Thường là mình sẽ nghĩ thế. Có sắt này, nhiều sắt cực luôn. Wow, khởi đầu cực kỳ thuận lợi luôn. Vừa vào đã gặp cái lang, và sau đó là đi vô hang mà không bị gặp creeper lổ như mấy lần chơi của mình lần trước ấy. Lúc đấy thì đau lòng cực. Rồi, hỏng cái cúp. Nắm sắt cực. Nhưng mà mình sẽ đào sau. Giờ mình sẽ đi khám phá nào. Mình thích khám phá lắm luôn ấy. Ôi thôi xong rồi, ở dưới này không có gì cả. Mình sẽ xếp đá để lên nha. Lên nào. Uầy, tiếp tục này. Nhưng mà chả có cái gì ở đây hết cả. Kiểu này mình lại phải đi lên rồi. Lên thôi nào. Hết đồ. Mình sẽ phải dùng cái cúp sắt vậy. Đào lên thôi. Lên thôi nào. Chẳng đây mà sao mình không biết dùng nhỉ. Rồi và đã lên. Đến nơi. Cái vết lướt sâu kinh ra. Uầy, có cái hang cực kỳ lớn. Nắm hang ở đây cực luôn. Uầy, cái hang này đẹp cực. Nó to với tối. Wow. Nhưng mà cụt nhanh cực. Chơi Minecraft thì không nên đào thẳng xuống dưới đâu, bởi vì như thế có thể trúng lava thì cực kỳ là nguy hiểm. Nó như kiểu chạy. Chạy thôi. Wait what? Vẫn creeper. Mình sẽ solo với creeper. Mình biết là mình solo gạt cực cho nên nó đã lổ rồi. Mình tưởng cái hang to thế nào ai nghe. Không có mỗi một ngõ ngách để mình còn đi xuống cả. Wow, lại bạn creeper. Mình sẽ phải kiếm cái giường ngủ ngay. Quái vật. Vật. Ui rồi, giật mình. Đó, đó là lý do mình ghét nhện cực, bởi vì nó còn ở trong nhà mình nó làm thế. Có creeper dưới này nên mình không thể ngủ rồi. Ui, còn bạn nữa này. Thôi bạn ơi, rơi xuống đấy lổ đi. Khi giết creeper mà không để cho nó lổ thì sẽ rơi ra bột lổ nha. Mình phải ngủ ngay. Không ngủ là chết đấy. Mới đầu thì không lên solo. Rồi lấy lại cái giường. Vậy cái hang này to cực. Nhưng mà mình sẽ ok. Cái hang này to nhưng mà mình sẽ đi vào lần sau. Và nếu video này được nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ làm video tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay, cho mình một like, share, một đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những video tiếp theo hay hơn. Ok, chào tất cả các bạn. Bye bye.